điện tử ngày càng phổ biến và đối tượng sử dụng ngày càng trẻ hóa. Bên cạnh những ca ngộ độc phải cấp cứu khẩn cấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất, thì còn đó rất nhiều trường hợp được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám khi phát hiện con em mình bắt đầu có tình trạng rối loạn tâm thần do nghiện thuốc lá điện tử. Vậy, rối loạn tâm thần hay loạn thần ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe cũng như cuộc sống con người? Cùng đi tìm câu trả lời qua phân tích của Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Văn Giáp. Tại bệnh viện thì chúng tôi đã gặp trường hợp là một em học sinh. Thế và sau khi đua đòi hút thuốc lá điện tử do một bạn trong lớp mang đến thì bắt đầu xuất hiện các cái triệu chứng ảo giác rồi là kích thích vật vã. Và gia đình đưa đến trong cái tình trạng là loạn thần. Thế và khi chúng tôi nghi ngờ là có thể là trong cái thuốc lá điện tử có các cái ma túy tổng hợp, và chúng tôi đã gửi mẫu đi xét nghiệm tại các cái labo xét nghiệm, thì phát hiện ra là trong thuốc lá điện tử đó có cả chứa các cái thành phần mà ma túy tổng hợp đã được trộn vào trong cái dung dịch thuốc lá điện tử. Và cái điều này hết sức là nguy hiểm. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên. Một cái điểm mà tôi cũng đã đề cập đó là với cái não của một người thanh thiếu niên đang trưởng thành và cái quá trình phát triển của não vẫn đang tiếp tục diễn ra. Thế thì khi mà sử dụng thuốc lá sớm ấy, thì cái nicotine nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ hết sức là nghiêm trọng. Và chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là những trường hợp đó đáng lý ra cần não của những trường hợp thanh thiếu niên đó đang cần một cái môi trường hết sức là trong lành để phát triển. Thì lúc này đã bị ảnh hưởng bởi khói thuốc lá, đã bị ảnh hưởng của các cái chất độc hại có trong khói thuốc lá. Nó sẽ làm cho quá trình tiếp thu những kiến thức, sẽ làm cho cái phát triển của não bộ của thanh thiếu niên nó sẽ không được như là những trường hợp bình thường không hút thuốc lá điện tử.